cha là đấng giàu lòng thương xót, đã xót thương ban tặng chúng con một mình. Ngài chính là tình yêu, là lòng thương xót thắm sâu, để ai chạy đến kêu cầu giữa ngàn nghìn cảnh khổ đau sẽ được chính Ngài cứu chữa và đưa đến bên an bình. Sống đời chứng nhân. Thứ Sáu, mùng 10 tháng 6, 2022. Xin chào tất cả những anh chị em và các bạn. Chúng ta đến để gặp gỡ những người đang sống đời chứng nhân, những người đang viết lên những trang nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi ngày hôm nay. Có người nói là nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina sắp hết chưa cha? Dạ thưa, tháng 6 này là hết. Và khi tháng 6 kết thúc thì cũng là lúc mà chúng tôi bắt tay vào làm radio nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina. Cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina. Đây là cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina mà chúng tôi đọc cho anh chị em mỗi tuần lễ thứ hai, thứ ba và thứ tư. Anh chị em đón nghe tới số 1828 là hết. Số 1828 là hết. Mà bây giờ thì chúng tôi đã đọc cho anh chị em gần hết rồi. Chỉ còn đã đọc đến số 1803 rồi. Còn lại 25 số nữa là hết. Cho nên tháng 6 xong thì chúng ta khép lại nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina. Nhưng nhật ký lòng thương xót Chúa ngày nay thì không bao giờ hết. Vì còn người thì còn lòng thương xót. Mà con người thì không bao giờ hết được. Vì Chúa dựng nên con người không phải là để cho họ bị hủy diệt, nhưng để họ được hưởng hạnh phúc đời đời. Chỉ khi nào đến ngày cánh chung, ngày trời mới đất mới, ngày Chúa đến lần thứ hai trong vinh quang, lúc đó thì những trang nhật ký lòng thương xót Chúa ngày nay mới là trang cuối cùng. Cho nên mỗi ngày vẫn có biết bao nhiêu người được ơn, mỗi ngày vẫn có biết bao nhiêu những người dám sống làm chứng. Họ dám can đảm sống, và họ dám can đảm nói lên những ơn huệ mà Chúa ban cho họ. Họ dám can đảm lấy mạng sống mình để làm chứng niềm tin của họ. Đó là những chứng nhân đời thường ngày hôm nay. Có thể là một người có đạo, có thể là người không có đạo. Có thể là người tin Chúa và cũng có thể là người vô thần. Có thể là một người dân tộc Mường, dân tộc Cờ Ho, dân tộc Mán gì đó. Cũng có thể là người dân tộc Kinh. Cũng có thể là người Việt Nam và cũng có thể là người nước ngoài. Ước mong như anh chị em ở nước ngoài có dịp về Việt Nam đến để làm chứng cho Chúa là mình đã sống đời chứng nhân như thế nào. Không phải cứ nghĩ đến chuyện làm chứng là bảo là khỏi bệnh. Chuyện đó là quá thường. Chuyện khỏi bệnh tật thì đối với Chúa chỉ 1/4 nốt nhạc chứ không phải nửa nốt nhạc nữa. Chỉ một hơi thở thì Chúa có thể ban sự sống, và cũng một hơi thở thì Chúa có thể cất đi. Đối với Chúa không gì là không thể. Tin thế nào thì được như vậy. Và lòng tin cứu chữa con, Chúa nói. Nhưng điều quan trọng hơn cả là họ được ơn biến đổi. Họ thay đổi con người của họ, thay đổi tâm tính của họ, thay đổi tư tưởng, suy nghĩ, lời nói và việc làm, cách sống của họ. Đó mới là điều quan trọng. Những lời chúng hùng hồn như thế đấy. Những chứng nhân sống đời thường hùng hồn như thế đấy. Một người mà đã từng đi quân đội, mà đã từng giữ chức vụ sĩ quan, đã từng chưa bao giờ tin Chúa, và bây giờ thì tin sái cổ. Mà không phải là tin bằng môi miệng, một cái mù quáng, một mê tín, vì đó có bằng cấp cao, có trình độ, học vị đàng hoàng. Nhưng họ tin vì
họ xác tín rằng Chúa chọn con, chứ không phải con chọn Chúa. Và Chúa quá yêu con, cho nên bây giờ con quá yêu Chúa, mặc dù chưa rửa tội. Đấy. Hoặc là những người dân tộc chẳng hạn, họ dám nói đối với Chúa, đối với họ bây giờ có Chúa là đủ rồi, cho dù nghèo khổ thế này cũng khác. Thưa anh chị em, chúng tôi rất là hân hoan đón chào những anh chị em dám mạnh dạn như là các thánh tử đạo Việt Nam can đảm làm chứng cho Chúa. Bằng bây giờ thì Chúa không lấy mạng mình, nhưng mà bằng tất cả con người của mình, mặc người nói ngả nói nghiêng, ta đều vẫn vững như kiềng ba chân. Lòng tin, lòng cậy, lòng mến, ba cái kiềng đó nắm chắc, chặt trong lòng thương xót Chúa. Tôi gặp một anh thanh niên đến, bảo thưa cha, con muốn xin tội. Nói nay anh bao nhiêu tuổi? Bảo con 23 tuổi. Con dính vào ma túy, rồi con bỏ Chúa. Sau đó thì con đến với lòng thương xót Chúa, gia đình con dắt đến. Và con đã bỏ ma túy được 3 năm. Nhưng mà khi con bỏ ma túy 3 năm thì ma quỷ nó lại bắt đầu nó tấn công con. Nó tấn công con bằng cách nó làm cho con bị bệnh. Bị bệnh mà bác sĩ chê, không tìm ra bệnh gì, cứ yếu dần, cứ yếu dần đi. Rồi bác sĩ chê đưa về nhà chuẩn bị hậu sự. Nhưng mà rồi lại kêu cầu lòng thương cho Chúa, Chúa lại ra tay cứu. Mà được Chúa cứu như thế khỏe mạnh rồi, con lại quên mất, con không tạ ơn. Con không nói cho mọi người biết là nhờ ơn Chúa, mà con nghĩ đó là may. Cho nên Chúa lại cho con bệnh tim 3 năm nữa. Con từ Quảng Bình lặn lội vào Sài Gòn, tay xâm trổ, người to. Ta thấy người con to vậy chứ mà cái tim nó teo lại, nó bé. Cho nên bây giờ con từ Quảng Bình vào đây chỉ xin gặp cha cho con được xưng tội. Còn sao anh tìm đến đây được? Mà con lên mạng con tìm không thấy, rồi con đi đến lên tòa giám mục Sài Gòn. Rồi anh bảo vệ tòa giám mục Sài Gòn bảo về trung tâm mục vụ cha đang ở đây, con đến gặp cha. Rồi thưa anh chị em, đấy, nếu mình nhận ơn Chúa mà mình không biết tuyên xưng, Chúa rút lại cái ơn đó để nhắc nhớ rằng là nếu không có ta, con không làm được gì, ngay cả sự sống của con cũng không có đâu. Mà có nhiều người mình nhận được ơn của Chúa, mình lại quên tạ ơn Chúa. Không phải tạ ơn bằng cách là mua hoa, mua nến, không phải chỉ như thế, cũng tốt thôi, nhưng mà không cần thiết. Có khi đó chỉ là hình thức bề ngoài. Cái điều quan trọng là từ bên trong mình. Bên trong mình cảm nhận và mình nói ra cho mọi người. Đó mới gọi là lời tạ ơn đẹp lòng Chúa nhất. Chúng tôi đang làm quán cà phê Khát Vọng Lờ Tờ Sờ. Tôi nói anh chị em ghi cái tên quán là Khát Vọng Lờ Tờ Sờ. Lờ Tờ Sờ đó người ta muốn hiểu gì hiểu. Giống như bây giờ là MTV hay là ban ABC hay là ban LMN vậy đó. Còn tôi là Khát Vọng Lờ Tờ Sờ. Lờ Tờ Sờ muốn hiểu gì thì hiểu. Còn ai hiểu thì hiểu. Ai chưa hiểu thì đến rồi sẽ hiểu. Hay không? Yeah. Hay không? Yeah. Đây chỉ là Khát Vọng Lờ Tờ Sờ. Thì chúng tôi đến, có nhiều cái điều nó lạ lùng lắm. Dường như là Chúa muốn chọn chỗ đấy. Dường như Chúa muốn chọn chỗ đấy. Biết bao nhiêu những chuyện nó xảy ra. Vì người ta dự trù là thành một quán nhậu. Nhưng mà cuối cùng khi chúng tôi đến thì họ đồng ý là cái ý định của cha con chưa thấy ai làm, chưa hề nghe, chưa hề nghĩ, chưa hề tưởng. Vì mục tiêu không phải là kinh doanh, không phải là kiếm lời, hoàn toàn không. Mục tiêu chỉ để loan truyền lòng thương xót Chúa, làm chứng giữa đời thường. Đó, chứng nhân đời thường, họ sống như là một người phục vụ bình thường, một quán cà phê rất bình thường, có chút romantic, thơ mộng chút, thanh nhã, lịch sự, nhẹ nhàng.
Rồi đang làm, trời mưa đổ xuống. Mà nhờ trời mưa như vậy biết chỗ nào dột. Nhờ trời mưa biết chỗ nào lụt. Nếu không mưa thì không biết chỗ nào lụt, không biết chỗ nào dột, không biết chỗ nào bị úng, mà biết đường mà chữa. Anh em cứ lũi cụi làm với nhau. Tôi nói cái điều chính yếu của chúng ta phải để cho cái thác lòng thương xót Chúa. Anh em đặt trên cao, tôi nhìn vào cũng đẹp đấy. Nhưng mà chỉ đẹp thôi. Vì người ta muốn đi tìm Chúa, người ta phải ngước cổ lên nó mỏi cổ. Mà Chúa bảo ta đứng xa ta buồn. Chúa muốn vui thích ở giữa dân người. Kinh Thánh nói Thiên Chúa vui thích ở giữa dân người, chứ không Chúa không có vui thích khi đứng trên đỉnh cao bệ vệ uy nghi rồi người ta lóp ngóp suy sụp bái lạnh. Chúa không thấy vui. Lòng thương xót không như thế. Lòng thương xót là từ trái tim. Trái tim thì phải đến với trái tim, mà trái tim muốn đến với trái tim thì phải gần gũi mới đến được. Nên tôi nói anh em hạ xuống để Chúa đứng lưng chừng, để vừa vối vô là đập vào mắt tượng lòng thương xót Chúa. Thác nước chảy, làm sao mà nó thật thanh thoát, thật nhẹ nhàng. Đặt tập trung vào cái đó. Vì có lẽ ít quán cà phê nào họ có cái đó. Cho dẫu họ có cái đó thì họ cũng chỉ làm là một thác nước bình thường thôi. Còn đây suối nguồn thương xót. Để chữ đó họ đến họ bảo là gì? Không chữ Chúa, suối nguồn thương xót thôi. Chẳng ai nói mình truyền đạo gì cả. Đây là suối nguồn thương xót mà. Trái tim tôi là suối nguồn thương xót được không? Nếu trái tim tôi chưa là suối nguồn thương xót thì đến mà coi suối nguồn thương xót ở đâu mà kín múc lấy. Thứ hai, thứ ba nữa là tôi nói với anh em, cho dẫu hôm đó chúng ta chỉ có một vị khách thôi, mà người khách ấy uống ly cà phê đến suối nguồn thương xót trầm ngâm trầm tư, đang tính là nhảy xuống cầu Biên Hòa, có cái cầu gì, cầu Hóa An, cầu Hóa An, nhưng mà rồi thì chợt nghe thấy Biên Hòa có cà phê Khát Vọng Lời Tờ Sở, thôi thì đến uống ly cà phê cuối cùng. Mình ba đứa hôm nay gặp nhau ly cà phê cuối cùng, nâng ly cà phê. Nhưng mà nâng ly cà phê đó rồi thì họ suối nguồn thương xót. Vậy thì thương xót là gì? Ai xót thương mình? Bây giờ còn ai xót thương mình nữa hay không? Vì không ai xót thương mình cho nên mình muốn tự tử. Vậy thì trước khi tự tử coi, lần cuối coi, tấm vé vớt coi, còn ai xót thương mình không? Và đến thấy góc cái quầy như thế này, ở góc góc tụi anh em để những cái quầy như thế này, thấy sách tặng, mời bạn cầm cuốn sách, cầm cái máy mở ra tò mò nghe. Rồi lên nước ngước lầu thấy có một phòng, lên đó cái phòng kín, vô đó cả một cái ngôi nhà tĩnh tâm ở đó. Mới nhìn lên Chúa và thấy có người xót thương mình. Nghe bài nhạc, nghe bài giảng, nghe nhật ký xong, quyết định con nay trở về, trở về cùng Chúa. Chúa ơi, con nay trở về, lòng sâu thống hối khôn nguôi, muốn khóc cho một niềm tin đã trót bao phen ngã nghiêng. Bước chân hoang đàng nay bên yêu thương tình đan tình. Anh biết đi có chỗ nào có cha giải tội không? Chúng tôi sẽ có một bảng để ghi những nhà thờ nào mở cửa ngày nào giờ nào, rồi có cha giải tội thường xuyên, mời anh em đến đó. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Lời không? Dạ. Lời không? Dạ. Thì cha hôm nay Thu Ngân nó bảo bán được mỗi ly cà phê có 20.000. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Một linh hồn mà 20.000 quá rẻ. Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì ích gì. Cho nên anh em, tôi nói anh em cứ thế mà làm. Đấy. Rồi
của đáng tội đang làm cái ông đi ngang qua. Ơ, cha Long, ai đấy? Gọi cá đấy mà không nhớ à? Ồ, tốt quá, tôi đang đói, chưa anh em làm không có cái gì ăn. Với cha hãy đến nhà con gọi cá Tân Mai nổi tiếng mà cho quên. Thì vô ngồi ăn gọi cá, lâu lắm rồi mới được ăn cái gỏi cá nó ngon. Khoai, ăn khoai, ăn mì riết, cứ mì gói với khoai riết về ăn được gỏi cá cho nó ngon sao ấy. Trời đổ mưa, ông ngồi ông kể chuyện. Thưa cha, cha vừa ăn vừa nghe con kể chuyện. Và chuyện gì? Chuyện gia đình con. Khi nào quán cà phê con cha mở, cha cho con ra đứng con kể chuyện cho mà nghe. Bảo thôi giờ ông kể đi, trời đang mưa kể đi. Con, gia đình con là đúng là được dìm trong đại dương lòng thương xót. Giờ con là trưởng của cộng đoàn lòng thương xót ở xứ Tân Mai đây. Mới vừa rồi tuyên hứa được 110 mấy người. Tuyên hứa đấy. Còn cộng nhóm của con là ngày thứ 6 nào cũng đọc kinh lòng thương xót. Suốt sáng con đã bị tai biến. Cha nhìn con, cha thấy con đi đứng bình thường phải không? Là con một nửa bên phải là liệt. Và lúc mà chữa trị bác sĩ bảo nếu mà có khỏi thì ông cũng đi chấm phẩy thôi. Có nghiêng một bên thôi và một bên thì khó mà hồi phục lắm. Vì não bên trái nó bị thì bên phải nó hư. Rồi nhà con đến với cha, con nhớ là từ nhà thờ Chí Hòa cơ. Hơn 10 năm nay rồi. Gia đình con trung thành với lòng thương xót Chúa và với cha tới bây giờ. Từ hồi Chí Hòa rồi cha đánh, cha bị bật ra, rồi cha đi lên, rồi cha lại bị đạp xuống, rồi cha lại được kéo lên. Con đều biết hết và đều đồng hành với cha hết cả gia đình con và những anh chị em ở đây. Cho nên con đến cầu nguyện và Chúa cứu con nó khỏi. Bên cạnh bà vợ bảo, con nữa con hay cha, con là chứng ho kinh niên mấy chục năm nay rồi. Bao nhiêu thuốc ho, thuốc đông, thuốc tây, thuốc âu gì đó đủ hết. Cứ ho suốt. Nhiều khi đọc kinh không nổi nữa, cứ ho. Vậy mà đến với lòng thương xót Chúa, Chúa chữa cho con, bây giờ không biết ho là gì nữa. Và trừ khi con cãi chửi chồng con to nó mới ho mà. Nhưng mà hai vợ chồng bảo mà con không bị ho bao giờ, nghĩa là họ cũng không chửi nhau bao giờ. Rồi chị cho thấy thằng con trai con không? Nó to, to con tốt tướng không? Đó, nó đó. Là thằng con trai của con đó, là nó bị xuất huyết não. 99% là chết. Mà nếu có sống thì sống đời sống thực vật. Vô bệnh viện bác sĩ bắt cho con ký giấy. Bây giờ nếu mà mổ cho nó thì là như thế, ông có chấp nhận mổ hay không? Con nhắn tin xin ra cầu nguyện, cho nói phó thác cho lòng thương xót Chúa, tin tưởng Chúa chữa, Chúa cứu. Rồi con ký xong. Rồi quyết định mổ. Mổ xong, thưa cha, trong phòng đó mổ người nào chết người đó, mổ người nào chết người đó. Con đi về thì cũng chỉ là thực vật thôi. Vậy mà thằng con của con mổ xong tuần đứng dậy đi về tỉnh bờ. Mà cha nhìn con nó đi lại, không một cái dấu vết gì là nghiêng nghiêng lệch lệch, mặt miệng không méo mó gì cả. Đưa cái đầu ra nguyên một khối, khoét nguyên một khoảng. Lấy cái sọ ra, kinh khủng như thế. Hai vợ chồng lại bế đứa con. Cha cha, đứa con lòng thương xót đây cha. Một thằng con trai nữ của con, hai vợ chồng nó đó, 9 năm hiếm muộn đấy cha. Rồi chạy chữa đủ mọi nơi, bác sĩ bảo thôi chỉ có mỗi một cách duy nhất là, một là thụ tinh nhân tạo, hai là kiếm con nuôi. Nhưng mà chúng con không muốn như thế. Khấn lòng thương xót Chúa, thằng bé chạy lên, chào cha, chào cha, chào cha. 3 tuổi, đứa con lòng thương xót. Bác sĩ nào cũng ngạc nhiên, vì đã khám bệnh cho cả hai vợ chồng nó, tốn cả 100 triệu tiền thuốc chứ ít gì. Rồi bác sĩ mổ cho thằng con của con bị não cũng vậy, bảo kỳ diệu. Chỉ biết thốt lên chữ kỳ diệu, phép màu thôi. Đấy, bằng đó những câu chuyện mà cha bảo rằng con không đãi cha được một bữa gỏi cá miễn phí hay sao. Thì nếu mà uống cà phê khát vọng xong mà muốn ăn thì vô ăn gỏi cá cũng được đâu sao. Thưa anh chị em, một cô bé
tên là Phạm Như Ý. Con bé đến nhìn rất là dễ thương, 10 tuổi, xinh gái lắm. Con bé ở quận 8, Sài Gòn ấy. Mẹ bỏ nó hồi nó có mới 1 tuổi, không biết đọc, không biết viết, tội nghiệp. Tôi nói tặng cho con cuốn sách, bảo nó chưa biết đọc, chưa biết viết, cha ơi. Bé rất là dễ thương. Ba thì có đạo, bỏ đạo mấy chục năm nay, mà bây giờ người cha ấy bỏ đạo là vì lý do là vợ bỏ, cho nên là ở vậy nuôi đứa con 10 năm nay. Cái con mới Như Ý đó được bao nhiêu tuổi là bấy nhiêu năm ông ấy bỏ đạo và vợ bỏ ông ấy. Vậy mà bây giờ bố nó đã quay về với Chúa rồi đấy cha. Nhờ cái này này, nhờ cuốn sách này, nhờ cái máy này nè cha, máy bài giảng lòng thương xót Chúa. Ông ấy ở một mình nuôi bé Ý, rồi hai cha con mướn nhà ở. Tội nghiệp ông ấy lắm cha. Ông ấy bị thoát vị đĩa đệm rồi chèn dây thần kinh. Ông tên là Phạm Văn Nhân, 57 tuổi, có hai bố con rồi. Bố thì bệnh như vậy, đứa con thì mới có 10 tuổi, không biết chữ, vợ bỏ. Vậy mà bây giờ hỏi Như Ý, con muốn làm gì? Thưa cha, con muốn đi tu làm ma sơ, mặc dù con không biết chữ. Thì ông bố cũng không biết chữ, cho nên ông cũng không dạy được đứa bé đó. Cái gia đình dắt đến, tôi nói bây giờ gia đình con ráng giúp bé này đi, để cha trả tiền học phí cho nó đến trường, cha trả tiền học cho. Tôi nói bé chịu không? Bảo chịu. Tôi đưa tiền nó không lấy, nhưng mà cha trả học phí cho con thì cha trả để con đi học. Hai bố con ở trọ, ở nhờ một cái gia đình Phật giáo, cho nên họ không có dám nghe, mở máy nghe to. Hai vợ, hai bố con cứ tối tối là mở nhỏ nhỏ, hai bố con đọc kinh xong nghe máy, sợ chủ nhà nghe ồn ào họ đuổi ra khỏi nhà. Những mẫu gương như thế, thưa anh chị em, tôi thấy là thật là tuyệt vời. Đấy, những chứng nhân sống đời sống hôm nay, họ khổ cực như vậy đó, họ tận cùng, nhưng mà họ vẫn một niềm lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Cái người khách đến, ông tên là ông Nguyễn Văn Có, 65 tuổi, ở Tiền Giang, cũng không có đạo. Ông ấy nói, hôm nay con lên gặp cha, con kể cho cha nghe làm sao con theo đạo. Bảo ông theo đạo như thế nào? Bảo hồi đó con lên giáo điểm tin mừng, được cha rờ đầu. Ông dùng tự chữ là cha rờ đầu. Rờ đầu rồi con mướn nhà trọ, con ở đó một tuần. Ở đó một tuần rồi con bị tai biến. Ở đó một tuần rồi được Chúa chữa lành, rồi quyết định con theo đạo. Con theo đạo sau đó thì cả 3 năm nay con muốn tìm cha, không biết tìm cha ở đâu. Rồi bạn bè nó mới chỉ cho con biết là cha ở trung tâm mục vụ, lặn lội từ dưới Tiền Giang đi lên đây Sài Gòn, không biết ất giáp gì mà tìm đến tận nơi, chỉ để nói một câu là con tạ ơn Chúa và báo cho cha một tin vui là con đã theo đạo rồi. Không những thế, là đứa con trai là Nguyễn Minh Phong, 19 tuổi, đi theo bố, nó cũng theo đạo rồi cha ạ. Bảo làm sao mà ông biết tôi ở đây mà ông lên. Bảo con tìm hoài không thấy, thì bạn của thằng này nó coi YouTube, rồi nó chỉ cho con. Và từ đó hai bố con nghe suốt từ sáng tối, hết tất cả những món ăn tinh thần mỗi ngày của cha. Rồi tìm mãi người ta mới chỉ lên trung tâm vụ. Hôm nay con đến để con gặp cha, để báo cho cha một tin vui là hai bố con của con đã theo đạo rồi, nhờ lòng thương xót Chúa. Hallelujah! Tạ ơn Chúa! Hallelujah! Tạ ơn Chúa! Hallelujah! Tạ ơn Chúa! Bà tên là bà Đào Thị Rạn, 68 tuổi, quê ở mãi ngoài Hải Dương. Hải Dương là ngoài Bắc. Bà là người đạo Phật. Rồi người ta tặng cho bà ấy cái máy bài giảng lòng Chúa thương xót. Bà ấy nghe, bà nghe bà thích quá, bà lặn lội từ miền Bắc Hải Dương bà vào tới miền Nam này đến trung tâm mục vụ kiếm tôi, chỉ để coi coi cái ông mà nói là ông nào.
nghe ông mà bà vẫn nghe là ông nào thôi. Rồi bà đưa thêm thằng con là Vũ Văn Quý, nó 38 tuổi. Hai mẹ con dắt nhau từ ngoài Bắc Hải Dương đi vào đây. Mấy hôm giờ nghe nó cũ quá, nó hư rồi. Vô đây để tìm coi ông nói thì ông có bài, có cái máy nào mới nối tiếp không? Máy nối tiếp cho cậu bà đem về. Hai mẹ con nghe, tôi tặng cho cái máy với cuốn sách ký tên đỏ hoàng. Bà mẹ một máy một sách, thằng con một máy một sách. Ra máy bay về luôn, không đi đâu nữa. Có vợ chồng ở bên Mỹ, ở Oklahoma. Đến tôi nói mang máy mang sách về đi, rồi tặng. Tôi nói tụi con nó vô duyên lắm cha ơi. Hồi xưa con đã về đây rồi, cái đây 3 năm, cha đã đưa con máy và sách con sang bên đó rồi, Oklahoma. Mà sao mà con đi tặng không ai nhận hết. Đi tặng không ai nhận đó. Bảo bây giờ mang về đâu? Bảo cha gửi con vẫn còn. Mà sao cái số con nó làm sao? Tôi nói bên Oklahoma lại có nhiều người. Một cái chị nhờ tôi gửi cho chị là 100 cuốn sách Kinh nguyện lòng Chúa thương xót, rồi 100 máy nữa, mà tôi mới gửi được sách thôi, chưa gửi được máy. Vì máy nó có pin hơi khó gửi. Mà tại sao ôi anh chị lại không, lại gửi người ta không nhận là sao? Bảo con không biết nữa. Mà thực sự là như vậy đấy. Mỗi người có cái duyên ấy. Giống như bán hàng ấy, phải không? Giống như bán hàng. Mấy em nó bảo là giờ cà phê Khát Vọng phải tuyển là nó có duyên đấy chứ. Nó không có duyên là người ta đến, người ta nhìn thấy nó vô duyên là không vô nữa. Mà hôm giờ tôi cũng hơi bị rối vì nhiều người nhắn tin, rồi điện thoại, email cho cái quán Khát Vọng, cà phê Khát Vọng nó nằm ở đâu vậy. Thì nghe tin ở Biên Hòa thì mọi người mới bảo trời Biên Hòa xa quá, mốt cho mở Sài Gòn, bảo có, mà mốt làm chi nhánh ở Sài Gòn. Anh chị em nào ở Sài Gòn muốn mở chi nhánh thì xin liên lạc với chúng tôi. Vấn đề là có dám hay không, có dám đặt một cái mục tiêu, một cái lý tưởng là lòng thương xót Chúa trên hết, trên chuyện lợi nhuận hay không, có dám hay không. Mấy ai dám. Quán cà phê Khát Vọng lòng thương xót, con đường lòng thương xót chẳng mấy ai đi. Mấy ai dám? Mấy ai dám? Rồi nhưng mà chính họ lại là người được ơn. Nói thật với cha, hai vợ chồng con trước kia chỉ biết đọc ba kinh Kính Mừng thôi là giỏi lắm rồi. Bây giờ tại vì cái tội của cha, bảo sao tôi có tội gì mà lại đổ tội cho tôi. Cái tội của cha là bảo con đi phát máy và sách, rồi không có ai đọc, không ai nhận, con đành phải đọc, phải nghe. Con đành phải nhận rồi đọc mà nghe, và nhờ đọc mà nghe. Như vậy mà bây giờ cả gia đình con lần chuỗi lòng thương xót, không những ở Mỹ mà cả ở Việt Nam nữa. Loan truyền bên Mỹ người ta không nhận thì mới gửi về Việt Nam, Việt Nam mới biết. Anh chị em thấy lòng thương xót Chúa đi đúng một vòng trái đất. Từ Việt Nam đi qua Mỹ, rồi Mỹ gửi trả về Việt Nam. Mà Việt Nam nhận, hàng xuất khẩu bị chê. Không đủ chỉ tiêu, không đủ tiêu chuẩn vào Mỹ. Trả, gửi trả lại Việt Nam, Việt Nam nhận. Và bây giờ, gia đình con Mỹ, Việt Nam cứ tới giờ là mở lên online group á. Bây giờ họ đọc kinh bằng theo điện thoại đó. Đó, cứ mở lên rồi cả nhà đọc kinh chung với nhau. Rồi bây giờ, hồi đó đó thì con đến giáo điểm Tin Mừng. Bây giờ thì con chỉ cần xin sách và máy cho một cặp vợ chồng. Mà cặp vợ chồng đó, chắc biết tại sao mà con xin cho cặp vợ chồng đó. Bảo anh chị đã nói là cho người ta không chịu nhận, bây giờ còn muốn xin để làm gì nữa. Bảo thưa cha, nó như thế này, vợ chồng nó cũng sốt sáng, nhưng mà mỗi tội nó không thuộc kinh. Mà mỗi lần đọc kinh là nó cãi nhau. Vì chồng nó đọc kinh lại cha, thì vợ nó để đọc kinh gì đó, hai vợ chồng cứ đọc câu đầu thì cái đuôi nó lại chật đi, rồi cãi nhau. Cứ một kinh là cãi nhau vì không thuộc kinh. Cho nên việc cha đưa cuốn sách này, vợ quấn, chồng quấn, mở đúng trang nào, đọc y chang như vậy là hết cãi nhau. Bảo tốt, thấy chưa? Ít nhất là có những người không nhận, nhưng mà đã có những người nhận và họ được ơn Chúa.
ở gia đình chị, anh chị đã được lần chuỗi lòng thương xót Chúa, và cái máy này đã giúp cho vợ chồng ấy không còn cãi nhau vì không thuộc kinh nữa. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Ngồi đối diện với tôi là một người mẹ. Người mẹ ấy đi với một đứa con gái. Mặt chị thì hơi đỏ đỏ, giống như là vết phỏng vừa mới khỏi. Chị nói là: thưa cha, con mới bị tạt axit. Bảo ai mà tạt axit, chị làm gì mà người ta lại tạt axit? Có phải là đánh ghen không? Có phải như là ca sĩ Nhung gì người xưa đó, ca sĩ cái gì Nhung mà bị đánh ghen đó, tạt axit sưng hết mặt này lên trước năm 75. Bảo không, con không có bị đánh ghen, mà con bị chính con trai của con nó tạt axit. Đứa con gái ngồi bên bắt đầu khóc. Bảo sao vậy? Nó đòi tiền không đưa nó tạt axit. Mà may Chúa chữa con là một tuần con nằm ở đó. Bác sĩ nghĩ là nếu mà con khỏi thì con sẽ bị dị dạng, có khi là mù mắt, hoặc có khi là miệng mũi nó bị hư hết, nguyên lon axit mà tạt cả vào người. Nhưng mà cha nhìn con coi, con muốn đến gặp cha để làm chứng rằng Chúa chữa con. Vì axit mà tạt, cha không tin, cha cứ thử tạt axit vào cha thử coi. Mà nói như vậy đó. Nó biết là cái axit mà nó mình bị bỏng nước sôi nó rất ghê gớm, mà bỏng axit nó còn khủng khiếp như thế nào. Nó phá hủy mà nó còn đau đến tận xương tủy hết cha. Vậy mà Chúa chữa con một tuần sau con xuất viện. Mà thằng con trai của con tạt axit vì con không đưa tiền cho nó. Mà con đã đưa tiền cho nó rồi hai lần, mở tiệm spa là thẩm mỹ viện phải không? Spa là phải thẩm mỹ viện không? Spa đó. Sắc đẹp đại khái vậy. Mà thằng con trai của con nó cao 1m8, rất đẹp trai. Mỗi tội là làm ăn không được. Mở hai tiệm thất bại, rồi cho nó đi Nhật cũng không xong. Rồi nó cứ đòi tiền, con lấy tiền đâu mà đưa nó, mà không đưa tiền nó là nó như vậy. Cho tới bây giờ nó vẫn không biết hối cải. Cho tới bây giờ là nó cứ đi lùng con. Con chỉ sợ nó lại tạt thêm một lon axit nữa thì không biết sao. Đứa con gái nó, đứa em gái, bảo anh ấy như vậy đó cha. Bây giờ con với mẹ là cứ phải trốn. Cho nên là mẹ con không dám lên điểm hẹn Chủ nhật, vì anh mà thấy lên anh biết là đâu là anh truy là không những là mẹ mà nó đòi giết cả con nữa, đứa em gái. Tạt axit mẹ và tìm giết em gái chỉ vì không có tiền cho nó. Bây giờ thì không những vậy, lúc con bị tạt axit, con bị dính Covid luôn. Anh xem tưởng tượng thôi. Mà lúc đó con không có một cái gì khác ngoài cái máy lòng thương xót Chúa để bên tai con gái con để. Vì đâu ai thăm. Tưởng tượng nó bị tạt axit mà nó dính Covid ấy, lúc đó thì ai mà dám vô thăm. Con gái con nó chỉ đưa con một cái, kịp đưa cái máy thôi. Rồi người ta đâu cho gặp nữa, cách ly luôn. Vậy một tuần sau con được khỏi Covid và axit khủng khiếp như thế. Cho nên là thằng con của con, vì nó cao, nó đẹp, nó quá tự cao, tự đại. Nó cho rằng nó làm là phải thành công. Mà làm hai cái spa tan, đi Nhật không xong. Cho nên nó càng điên lên. Nó phải làm sao nó phải thành công. Mình nói là phải có tiền cơ. Mà đi Nhật 4 lần phỏng vấn vẫn không đậu. Người ta đậu hết mà mỗi thằng nó đầy đủ tiêu chuẩn nhất. Mà Chúa không cho đậu là không cho đậu. Cho nên nó chưa nhận biết nó. Nó chưa nhận biết cái giới hạn của nó, cái lỗi lầm, cái sai quấy của nó. Bây giờ nó chỉ đi tìm con và con gái của con để nó giết, lấy tiền. Thế thôi. Xin cha cầu nguyện cho. Thưa anh chị em, nghe những câu chuyện ấy, tôi ngồi thấy xót xa như thế nào.
người mẹ mà có đứa con tàn nhẫn đến cỡ đó, tàn nhẫn đến cỡ đó, mà vẫn cha cầu nguyện cho con được ơn trở lại đi cha. Không oán trách, không giận ghét, chỉ xin cho nó được một ơn duy nhất là ơn hoán cải, quay trở về. Chứ nó mất linh hồn chỉ vậy thôi. Chẳng nghĩ rằng cái mặt mình như thế này, thân phận mình như thế này, không hề. Thế lòng thương xót Chúa chỉ cảm nhận được vì Chúa đã cứu con. Lòng thương xót Chúa cứu con khi con vừa bị acid, vừa bị Covid. Một trong hai là đủ chết rồi. Vậy mà con sống tới giờ, con lặn lội đến đây con tìm cha, cha biết như thế nào. Thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Loan, 53 tuổi. Con là kẻ tội lỗi, con đã làm cho gia đình con tan nát. Con mới nhận biết Chúa từ ngày con vào giáo điểm tin mừng. Và con là một tân tộc, đã cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Và con xác tín rằng Chúa là có thật. Trước kia con không tin đâu, chỉ khi đến đó con mới cảm nhận Chúa là có thật. Gia đình con là người ngoại đạo, con mới quay về với Chúa được hơn một năm. Tạ ơn Chúa đã cho con được làm con Chúa. Cảm ơn mẹ Maria, thánh cả Giuse đã chuyển cầu cho con. Hôm nay có nhiều chị em ở giáo họ vào miền Nam và nói đến chỗ cha, vì gặp ngày quá con không đi cùng được, con ghi đôi lời gửi tới cha. Lời đầu tiên xin Chúa ban cho cha được mạnh khỏe và bình an để sống hạnh phúc bên đoàn con, lòng Chúa thương xót ở khắp mọi nơi. Sau nữa xin ra cầu nguyện cùng Chúa cho toàn thế giới cũng được bình an, cho những người tội lỗi sớm được quay trở về, cho những nạn nhân bất hạnh được an ủi, cho những bệnh nhân sớm được chữa lành, cho những cặp vợ chồng hiếm muộn sớm có được những đứa con. Sau nữa xin ra cầu nguyện cho tất cả anh chị em nội ngoại của gia đình con được bình an. Thưa cha, còn gia đình con cái của con, Chúa đã cất hết không còn đứa nào. Chúng con buồn lắm, vợ chồng con cứ cắn quẩn nhau, con không gỡ được. Chồng con rất nóng và giờ đã mất lòng tin. Xin cha cầu cùng Chúa cho gia đình con. Nếu Chúa muốn, xin Chúa chữa lành vết thương tâm hồn, thể xác cho vợ chồng con. Nếu không đẹp lòng Chúa, xin cha cầu Chúa ban thêm sức cho con chịu đựng để giữ đạo cho đẹp ý Chúa. Con ước có ngày nào con được làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Chúc cha được bình an mạnh khỏe. Lòng thương xót của Chúa hàng ngày vẫn được tôn vinh. Đứa con tân tòng tội lỗi Maria Loan. Cha ơi, con có tí lòng thành gửi đến cha để chia sẻ với người nghèo. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Chúa sẽ tha tội cho con. Một người từ chỗ không tin đến chỗ tin rồi theo Chúa mới được một năm nay mà viết một lá thư như thế này. Cầu cho toàn thế giới, cho người tội lỗi, nạn nhân bất hạnh, cho bệnh nhân, cầu hết cho mọi người, sau nữa rồi mới cầu cho gia đình của mình, hội nội ngoại, và cuối cùng mới cầu cho gia đình riêng của mình, là gia đình con cái Chúa cất hết không còn đứa nào. Anh chịu nổi không? Chị chịu nổi không? Vậy mà lời cầu nguyện là gì? Nếu Chúa muốn, xin Chúa chữa lành vết thương tâm hồn thể xác vợ chồng con. Nếu không đẹp lòng Chúa, xin Chúa bắt thêm sức cho con chịu đựng để giữ đạo cho đẹp ý Chúa. Lời cầu nguyện nào đẹp hơn nữa hay không? Lời cầu nguyện nào đẹp hơn nữa hay không? Mình đạo gốc, mình là linh mục tu sĩ như tôi đây mà cũng chưa cầu nguyện được như vậy đấy, đừng tưởng. Chỉ muốn cầu nguyện theo ý của mình và nghĩ đến nhu cầu của mình trước tiên. Đây, cầu cho thế giới, cho bệnh nhân, cho tội nhân, cho hết tất cả. Cuối cùng mới nghĩ đến mình. Mà nghĩ đến mình cũng không cầu, xin Chúa cho ý của mình thể hiện, mà xin cho con được vâng theo ý Chúa, được sức mạnh để vâng theo ý Chúa. Thấy thưa anh chị em, rất tiếc là không còn giờ nữa. Cỡ này thì đọc tiếp bao giờ cho hết.
Đấy một phần, chưa kể máy vi tính của tôi, những email còn nằm trong đó thôi. Cho nên tôi mới nói rằng là những trang nhật ký lòng thương xót Chúa ngày nay viết không bao giờ hết, đến vô tận. Vì lòng thương xót Chúa có bao giờ cùng. Lòng thương xót Chúa trải dài từ đời nọ đến đời kia. Đức Maria đã ca ngợi như thế. Lòng thương xót Chúa không bao giờ cùng, vì Chúa là đấng hằng có, Chúa là đấng đời đời mãi mãi, là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Như vậy thì chúng ta chỉ còn một cách duy nhất là xin Chúa cho con được chìm mình vào trong lòng thương xót Chúa, cho con một chỗ trong trái tim Chúa. Vì chúng ta đang sống trong tháng 6, tháng trái tim. Mời anh chị và các bạn mở kinh nguyện lòng Chúa thương xót trang 72, con xin một chỗ của nhạc sĩ Vũ Đình Ân. Chúng ta hát câu 1 điệp khúc và hát câu 2. Con xin một chỗ nhỏ nhoi trong trái tim của Chúa mà thôi, để con chôn vùi tội lỗi, tháng năm qua bỏ Chúa trong đời. Trái tim Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hãi hà. Trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường để đưa ta về suối nguồn yêu thương. Con xin một chỗ bình yên trong trái tim của Chúa tình yêu, để con yêu Ngài mãi mãi, tháng năm qua chẳng chút phai tàn. Trái tim Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hãi hà. Trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường để đưa ta về suối nguồn yêu thương. Lòng thương xót đã xót thương ban tặng chính con một mình, Ngài chính là tình yêu, là lòng thương xót thẳm sâu, để ai chạy đến kêu cứu giữa ngàn nghìn cảnh khổ đau sẽ được chính Ngài cứu chữa và đưa đến bên an bình, sẽ được